Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Án mạng giữa trưa vắng. Chiều ngày 25 tháng 10, người dân xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phát hiện đại thể nam thanh niên bất động trong bụi cây gần khu vực nghĩa địa. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Trần Quốc Huy, sinh năm 2001, trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị suy hô hấp, suy tuần hoàn do vết thương ở phần phổi và tim. Trên nền cơ thể có sử dụng chất cấm. Vết thương do viên đạn chì từ một hung khí tự chế dùng để đi săn gây ra. Tối cùng ngày, Mạnh Lộc Chiến, sinh năm 1998, trú xã Phúc Thọ, Nghi Lộc, đến công an đầu thú và khai. Buổi trưa cùng ngày, đã cùng Huy đi trộm chó. Khi vừa trộm được con chó thứ ba, thì bị một người phát hiện. Khi Chiến và Huy khua hung khí dọa phay người này và quay xe bỏ đi, thì Huy bị hung khí tự chế, nã trúng và thiệt mạng. Lo sợ dân làng biết, chạy ra vây đánh nên Chiến bỏ lại bạn, lấy xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến tối, Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1986, trú xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, tới công an đầu thú việc gây ra sự ra đi cho nạn nhân. Điều này khiến người dân xã Nghi Xuân sửng sốt, bởi hung thủ là một người câm điếc, được đánh giá là hiền lành và rất có nghị lực. Nguyễn Văn Thành bị truy tố xét xử về tội mưu sát, còn Mạch Lộc Chiến cũng hầu tòa về tội trộm cắp tài sản. Phiên xét xử vụ án này là một phiên tòa khá đặc biệt. Tòa án phải mời một giáo viên đến để chuyển ngữ cho bị cáo Thành. Thành bị câm điếc bẩm sinh, nhưng nghị lực lắm. Sau khi học nghề mộc ở trung tâm dạy nghề cho người tàn tật tỉnh, Thành về quê kiếm sống bằng nghề này. Vừa rồi còn mở thêm cả xưởng nhôm kính để làm ăn. Năm kia Thành lấy vợ, ai cũng mừng cho nó. Nó hiền lành, chăm chỉ, chí thú làm ăn, tự nhiên lại dính vào tù tội. Người hàng xóm chép miệng đầy nỗi tiếc. Thành có thú vui là đi săn chim, nên lên mạng đặt mua được một khẩu tự chế loại sử dụng viên chì. Trưa ngày 25 tháng 10 năm 2020, Thành lấy xe máy, xách theo súng vào khu rừng gần nhà đi bắn chim. Khi đến khu vực ngã ba đường gần nghĩa địa thôn, thì thấy hai thanh niên đang cố nhét một con chó vào bao tải. Biết nhóm thanh niên này vừa đi câu trộm chó, nên Thành đưa điện thoại lên, định gọi cho một người bạn kêu người ra vây bắt. Hai kẻ trộm chó rút hung khí dắt bên hông xe máy, đưa về phía Thành làm động tác đe dọa. Giữa đồng không mông quạnh, chỉ có mỗi mình Thành, người đàn ông này nâng hung khí đi săn của mình lên, nhắm vào hai kẻ phía trước, xiết cò. Lúc này, hai tên trộm chó cũng vừa nhảy lên xe, quay đầu để bỏ chạy. Lần bóc cò thứ nhất, chúng vào sườn trái người điều khiển xe. Thành xiết cò lần thứ hai vào vùng lưng người này. Chiếc xe máy lao đi được khoảng 60 mét thì loạng choạng ngã xuống. Khi biết mình gây ra chuyện lớn, Thành đi kêu người tới hiện trường kiểm tra, sau đó đi đầu thú. Tại phiên tòa, Thành cho rằng do bức xúc trước nạn trộm chó và sợ bị hai thanh niên này trả thù nên đã hướng hung khí về phía nạn nhân xiết cò. Trong khi đó, Mạnh Lộc Chiến cũng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. 10 năm trước, bố mẹ Chiến cùng vào tù vì liên quan đến một vụ sát hại người. Chiến lớn lên như cây cỏ, rồi nghiện chất cấm. Đã hai lần bị bắt đưa đi cai nghiện nhưng vẫn tái nghiện. Lười lao động lại muốn có tiền chơi chất cấm, nên Chiến và Huy đã trở thành một cặp bài trùng, chuyên đi ăn trộm chó để đối phó với người dân. Cặp đôi này luôn thủ hung khí trong cốp xe. Chiến không nhận việc từng dùng hung khí xử lý người khác khi bị phát hiện, nhưng cũng không ngờ rằng chính động tác khu hung khí đe dọa
đã khiến đồng bọn phải bỏ mạng. Với tội trộm cắp tài sản, Mạnh Lộc Chiến nối gót bố mẹ vào tù bằng bản án 15 tháng tù giam. Còn với Nguyễn Văn Thành, do phạm tội trong trường hợp bị kích động, do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra. Sau khi gây án, đã đi đầu thú, thành khẩn khai báo, bồi thường cho gia đình Huy và được đại diện bị hại xin giảm án, nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định của pháp luật. Thành được dẫn giải về trại giam sau khi bị tuyên phạt 4 năm tù. Để lại đằng sau lưng, người vợ trẻ khóc đỏ cả mắt và những tiếng thở dài đầy xót xa của người thân, làng xóm. Trần Đình Vũ, 21 tuổi và Lê Bá Mạnh, 29 tuổi, cùng chú Quảng Nam, hầu tòa do truy đuổi, có động tác gây thương tích 44% với người trộm chó. Theo cáo buộc, khoảng 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2019, Huỳnh Ngọc Tuấn, 36 tuổi, dù tổ chưa rõ lý lịch vì Tuấn che giấu, không khai báo, chạy xe máy đến phường Điện Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, dùng dụng cụ tóm gọn một con chó. Sang phường Điện Ngọc, Tuấn tiếp tục tóm con chó của gia đình Mạnh. Phát hiện sự việc, Mạnh lấy hung khí rồi cùng Vũ chạy xe máy đuổi theo xe Tuấn. Tộ ngồi phía sau xe Tuấn dùng bình xịt hơi cay để tấn công Mạnh và Vũ. Đến khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, xe của Tuấn lao vào bụi cây. Tộ nhanh chân bỏ chạy. Tuấn bị Mạnh cầm hung khí tác động nhiều lần nên dẫn đến thương tích. Hai bị cáo sau đó kéo xe của Tuấn và hai con chó từ trong bụi cây ra đường, vứt hung khí gây án. Khi có nhiều người đến, Vũ nhờ gọi điện thoại báo công an, rồi cùng Mạnh về nhà. Tuấn mang thương tích 44%. Chiều ngày 16 tháng 3, Tòa án Nhân dân Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử với bị cáo Mạnh và Vũ vì hành vi gây thương tích với người trộm chó. Hội đồng xét xử nhận định vụ án xuất phát từ việc con chó của Tuấn bị bắt trộm. Bị cáo Vũ và Mạnh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tác động gia đình bồi thường cho Tuấn 30 triệu đồng là những tình tiết giảm nhẹ. Đối với Trần Đình Vũ, 21 tuổi và Lê Bá Mạnh, 29 tuổi, cùng chú Quảng Nam, hai người gây thương tích cho Tuấn 44%. Tòa tuyên án Vũ 4 năm tù, Mạnh 5 năm tù về tội mưu sát. Theo khoản 2, điều 123 Bộ Luật Hình Sự, đây là mức án giảm nhẹ, thấp dưới khung hình phạt 7-15 năm tù. Theo hội đồng xét xử, hành vi trộm chó của Tuấn là không thể chấp nhận được, khiến dư luận bức xúc. Tuấn còn che giấu đồng phạm. Do đó, Tòa án Nhân dân Đà Nẵng đã đề nghị Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp của Tuấn, theo hồ sơ Công an Đà Nẵng đã bàn giao. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!